Ok và hello, chào các bạn, mình Gà đây và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với Ro-Ghoul và tiếp tục với lại class nhân vật là CCG nha. Thì mình không có chơi Gun bởi vì mình thấy Gun nó hơi dị dị chút xíu các bạn. Mình thích chơi nhân vật và hình người hơn ha. Và chúng ta sẽ quay trở lại với CCG nào. Thì bữa giờ cây cốt cũng khá là nhiều. Ui, có thanh niên nào bên ngoài? Phải đứng vô vòng xanh xanh, đúng rồi, các bạn nói mình là phải đứng vô cái vòng xanh lá cây này thì chúng ta sẽ không bị chết ha. Khá là tuyệt. Rồi thì bữa giờ cũng cày cuốc chút xíu, mình đang cấp 76 bạn thấy không? Và cái gen của mình, tức là cái tiền của mình là 2.1 triệu và cái RC mình là 51.000, hơn 51.000 ha. Đó. Và mình đã nâng chỉ số như thế này đây, mình hôm bữa mình nâng nhầm các bạn, cái physical mình nâng nhầm 3 điểm ha. Còn cái win quy thì mình nâng chủ yếu vào cái win quy này là 150 điểm. Rồi cái durability là 47 ha, tốc độ mình là 25. Đó thì mình đầu tiên mình tập trung vào những cái win quy này để mình có thể tăng cái sát thương của vũ khí mình lên đã. Rồi sau này mà kiểu như là dư điểm rồi á, thì mình mới tăng tốc độ mình chạy cho nhanh ha. Với lại có một cái nữa là mình đã mua Game Pass nhân 2 các bạn, một cái nhân 2 kinh nghiệm và một cái là nhân 2 gen, tức là nhân 2 tiền ha. Còn một cái là nhân 2 reputation, mình không biết nó dùng làm cái gì. Tức là cái rep ở góc phải nè, chỗ dùng mình đang chỉ nữa các bạn. Đó. Thì mình vẫn đang xài cái đao ha. Cái đao này có giá 5 triệu các bạn. Và cái mặt nạ con chim. Thanh niên đằng sau mình cũng là xài một cái đao kìa. Wow, first class luôn. Ghê vậy. Trên đầu có cái gì các bạn ơi? Hôm bữa thì nó màu gì á mình không nhớ nữa, nhưng mà mình đổi nó thành màu đen. Rồi thì mục đích trong video này mình làm gì? Mình sẽ đi mua cái vũ khí 13 triệu các bạn ơi. Cái vũ khí 13 triệu trong tựa game này là cái Jason, 13 Jason, tức là một cái lưỡi hái thì phải. Đúng rồi. Với lại có một cái mình phát hiện ra là cái nhà phát hành game này rất là khôn các bạn. Khi chúng ta mua một cái vật phẩm mới á, thì nó sẽ không giữ lại vật phẩm cũ chúng ta. Chúng ta muốn sở hữu thì chúng ta phải mua lại ha. Khá là buồn. Đúng khôn luôn. Mình tưởng á, là cái nhà phát hành game á, họ cho chúng ta giữ lại vật phẩm cũ, nhất là CCG nè. Có những cái vũ khí á, thì mình có thể mình đầu tư Robux hay là mình cày cuốc để mình mua những cái vũ khí cho bạn coi, trải nghiệm cho bạn coi. Nhưng mà khi mình mua cái mới thì nó lại xóa cái cũ mình đi. Thì cái tình luôn à. Thanh niên bên đây, một thanh niên nướp đang xài cái búa nè. Ôi chết ngắt luôn. À cái vũ khí này là Isa đúng không? Nhiều bạn kêu mình mua cái Isa các bạn. Isa thì như là 50 triệu. Còn cái vũ khí Jackson mình sắp mua á, thì nó chỉ có giá là 13 triệu thôi. Và đương nhiên hiện tại là mình đang có 2 triệu thì sao mình kiếm được 13 triệu được đúng không các bạn? Cho nên mình sẽ dùng robot thôi. Thì thật ra cái lát mình cũng hay nữa các bạn. Ôi nó hơi lắc các bạn ơi. Xe bờ nữa hơi lắc. Ôi ôi. Ây da. Dạ. Chị em có chết ngắt luôn. Thì khi mình cầm cái con dao này nó cũng khá là mạnh á. Nếu mình biết cách sử dụng thì cũng khá là mạnh ha. Và đương nhiên là khi chiến đấu phải bật shiplock thôi. Nãy mình vô server VIP mình chơi mình cày cuốc thì nó khá là dễ hả. Ôi đánh nhau kìa. Ồ. Lắc kiểu này sao mà chơi à, bật cái mặt nạ lên. Mặt nạ là con chim các bạn ơi. Nhiều bạn comment là con chim phải con gà ha. Thật sự mình đâu có coi cái phim đó đâu. Nó không chết luôn. Đấy. Bây giờ do mình đã mua game pass nhân 2 kinh nghiệm và nhân 2 tiền rồi, cho nên nó sẽ lên kinh nghiệm khá là nhanh ha. Đây là class rank 1 rồi các bạn. Chém. Đây. Đó lên rất là nhanh ha. Lên như vũ bão luôn. Cày quá giờ cũng đâu lâu đâu. Tầm tiếng. Lắc quá vậy. Ok first lá này lên kinh nghiệm khá là nhanh. Lên gấp luôn 77 ha. Và đương nhiên rồi chắc mình sẽ tập trung vào cái win quy thôi các bạn. Tăng win quy lên ha. Wow Isa khá là đẹp. Hai thanh niên luôn. À không phải cái này cái kiếm gì đó. Kiếm siêu nhân à. Kiếm siêu nhân điện quang à. Còn cái này là Isa là của thanh niên này cầm nè. Thôi chúng ta sẽ đi qua mua thử cái lưỡi hái ha. Không biết sao mà lắc vậy sao mình test chiêu ta. Ok. Thì cái chỗ mua nằm gần cái trụ sở chính màu trắng ha. Giờ mình vô nên mình mua. Tới đây thôi. Đó. Thì có một cái mình phát hiện ra là đây một cái stay. Nhiều bạn nói là có một số thứ nó sẽ có 2 stay. Tức là cái... để mình coi coi. Cái dujimai nè. Có 2 stay tức là 2 hình dạng của nó ha. Cái hình dạng 1 thì chúng ta là mua là chúng ta có rồi 1 triệu gen. Cái hình dạng 2 là chúng ta phải tốn mấy trăm ngàn RC thì phải. Đây nè. Cái RC hiện tại mình chỉ có khoảng 50 mấy ngàn thôi. Nhưng mà bây giờ mình lỡ mua cái này rồi. Cái Demon Yamada nè. 5 triệu gen ha. Nó chỉ có một hình dạng thôi. Và đương nhiên rồi cái Jackson 13 này 13 triệu gen nè. Nó cũng có một hình dạng thôi. À và nó có một cái bonus kill đó bạn. Cái bonus kill là cái chiêu C nha. Một số cái vật phẩm vũ khí nó mới có cái chiêu bonus này thôi. Rồi ok chúng ta sẽ mua với giá là 713 Robux nha. Ok và sau khi xem xong video này các bạn nhớ để lại một like và đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Và cũng có thể đây là video cuối cùng về tựa game Ro-Ghoul của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta muốn mua những cái vật phẩm mà mới nhất á, như là cái Isa 50 triệu nè, Thì nếu mà bỏ Robux nó phải tốn tới 1000 mấy Robux các bạn, khá là mắc ha. Thì mình bỏ ra cũng được, nhưng mà mình chưa thuần thục, mình chưa trải nghiệm được một cái vũ khí nào đó mà mình lại mua vũ khí mới á, thì nó sẽ mất vũ khí cũ đi, tốn Robux nha các bạn. Cho nên nếu mà tương lai mình cày cuốc được 50 triệu nhất định mình sẽ quay lại từ game Ro-Ghoul này, mua cái Isa cho bạn coi. Bây giờ mình sẽ test thử cho bạn coi hình dáng của cái lưỡi hái nha. Đây, lưỡi hái xuất hiện. Tròn 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 tròn. Thì do cái hiệu ứng của mình màu đen các bạn, cái màu sắc mình màu đen ha, cho nên nó sẽ có cái lưỡi hái màu đen. Đây cái lưỡi hái đây, nhìn kỹ ha. Wow, một cái đường viền màu trắng nè. Đó, cái nền màu vàng nó có cái số gì các bạn, 10 mấy 12 13 gì đó các kiểu ha. Ok, và nhiều bạn nói màu đen nó khá là đẹp á, cho nên mình nghĩ là mình sẽ để màu đen luôn, mình không đổi màu đâu. Mấy cái này ghê quá, mấy cái này nó ghê quá, mình ra nó có giết mình không ta? Thôi đi thôi. Đấy, đi ra test chiêu nào. Ồ, chiêu ra là một cái chiêu xoay ha. Kiểu như là giống như Tôn Ngộ Không múa các kiểu. Mấy thanh niên này hồi có cái nào chém lộn mình không ta? Ép. Ồ, chiêu ép cũng khá là đẹp nè, không mất miếng máu đâu luôn. Dã man. Ok, bây giờ chúng ta test lại nha. Chiêu đầu tiên là chiêu chém bình thường nè. Ơi, mất máu chết bây giờ. Ồ, chiêu E là một cái chiêu búa gậy, búa lưỡi hái. Em trâu hả? À, và có một cái trong từ game này, khi chúng ta giết những người mà thấp cấp hơn chúng ta thì sẽ không nhận được gì đâu. Kiểu như là chúng ta hạn chế tình trạng mà ma cũ ăn hiếp ma mới các bạn. Ok ha. Chúng ta tới với cái chiêu F. Ồ, ghê vậy. Lướt khá là xa ha, khá là xa luôn. Đây, trời ơi, mấy này máu trâu quá. Mình chém một chiêu ép mà nó không mất máu luôn mà. Đấy, wow. Thì cái máu trâu chúng ta nâng vào cái durability nữa bạn, nâng cái này càng nhiều thì càng trâu ha. Nhiều bạn nói là thắng bại tại kỹ năng mà tùy cách chúng ta nâng điểm thôi. Ok, đây là chiêu đặc biệt của cái lưỡi hái Jason này. Cái gì? Mình nhớ vừa làm cái gì các bạn ơi, nó xì khói hay gì á. À, chúng ta sẽ đưa ra một lượt, khi lưỡi hái nó chém nó sẽ có một cái gì đó như là hút linh hồn nha. Oh, nice. Cái này trâu quá, giết nào chết. Ok, thì vừa rồi mình đã review cho bạn biết về cái vũ khí Jason 13 ha bạn ha. Đó là một cái lưỡi hái, và hy vọng bạn thích video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.